chào quý khán giả đã quay trở lại với bản tin sáng ngày 8 tháng 12 và xin chúc mọi người một buổi sáng vui vẻ. Buổi sáng ngày hôm nay chúng ta lại đến với những bản tin và bản tin đầu tiên thì liên quan tới nước Nga. Ông Putin đã phát biểu và cho biết rằng phương Tây đã sử dụng các tổ chức nhân quyền như một công cụ ảnh hưởng. Những người bảo vệ nhân quyền của phương Tây đã tham gia vào các công việc chuyên môn trên đường đua hậu Xô Viết. Tổng thống Nga Putin đã cho biết các tổ chức nhân quyền phương Tây được thành lập không phải như một công cụ để bảo vệ nhân quyền mà là một công cụ để gây ảnh hưởng đến các quốc gia khác. Họ đã tham gia vào công việc này một cách chuyên nghiệp trên đường đưa hộ Xô Viết. Các tổ chức nhân quyền này bây giờ cuối cùng chúng tôi đã bị thuyết phục về điều này. Các tổ chức nhân quyền của phương Tây được tạo ra không phải như một công cụ cho cuộc đấu tranh cho nhân quyền, mà chủ yếu là công cụ để ảnh hưởng đến chính sách đối nội của Nga và trên hết là các quốc gia khác thuộc Liên Xô cũ. Tất nhiên, có nhiều tổ chức nhân quyền khác nhau ở phương Tây, nhưng chủ yếu chúng được tạo ra cho mục đích này, ông Putin nói trong cuộc họp với các thành viên của Hội đồng Phát triển Dân sự và Nhân quyền. Và để trông trung lập, vì họ thỉnh thoảng đề cập đến các vấn đề nhân quyền ở đất là một ngoại lệ Họ chủ yếu tham gia vào công việc chuyên môn trên các đường đua của Nga và hậu Soviet Đó là những gì chúng được tạo ra, điều đó đã quá rõ ràng, Tổng thống nói thêm Cuộc gặp gỡ truyền thống của ông Putin với các thành viên của Hội đồng Phát triển Xã hội Dân sự và Nhân quyền Được tổ chức hàng năm vào đêm trước của Ngày Nhân quyền, được tổ chức tại Nga vào ngày 10 tháng 12 Và đó là tin đầu tiên liên quan tới Nga, tin tiếp theo liên quan tới ông Medvedev Ông Medvedev thì nói rằng Đức tìm cớ để thêm máu vào xúc xích gan của ông Scholz. Nỗ lực đảo chính ở Đức là lý do để thêm máu vào xúc xích gan của ông Scholz. Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev đã nói đùa về những nỗ lực đảo chính ở Đức và lưu ý rằng người Đức có thâm hụt một cách là khan hiếm. Bạn đã nghe chưa? Ở Đức giống như những kẻ chủ mưu là quyết định đảo chính. Tôi có thể nói gì ở đây? Người Đức rõ ràng đang thiếu xúc xích máu. Chỉ có một ở một nơi ở khắp mọi nơi và đây là lý do chính đáng để thêm một số thứ vào xúc xích gan của thủ tướng Đức hiện tại. Ông Scholz rõ ràng là tốt trong sự đảm ngược rõ ràng là tốt trong sự đảm ngược như vậy. Ông ấy vừa là đầu bếp vừa là người tham gia vào bữa ăn. Ông Medvedev đã biết trên Telegram của mình trước đó, nhà phân tích chính trị ông Pavel Sipilipin đã nói về lý do âm mưu đảng chính của Đức. Và như bản tin buổi tối ngày hôm qua thì tôi cũng đã cung cấp cho mọi người, cảnh sát Đức đã lùng bắt rất nhiều các người đã tham gia các tổ chức này và tin tiếp theo tin này thì liên quan tới tờ Financial Times sáu quốc gia của EU đã kêu gọi EC là điều chỉnh các biện pháp trừng phạt tống nga các nước EU kêu gọi EC là thay đổi các biện pháp trừng phạt đối với nga và cản trở việc cung cấp phân bón các nước hàng đầu của EU đã kêu gọi Bruxelles điều chỉnh các biện pháp trừng phạt đối với nga để chúng không can thiệp vào việc cung cấp thực phẩm và phân bón tờ Financial Times đã viết về trích lời của các tổ chức này các hạn chế hiện tại đã bị Pháp Đức Hà Lan Tây Ban Nha Bỉ và Bồ Đào Nha chỉ trích theo tờ báo, mặc dù Ủy ban châu Âu đã đệ trình các khuyến nghị về việc vận chuyển ngũ cốc và phân bón của Nga, một số chính trị và chính phủ và các nhà khai thác vận tải cho rằng chúng không đủ tin cậy để đảm bảo tình hình pháp lý hiện tại đóng góp một phần rất quan trọng và bị chỉ trích là các biện pháp trừng phạt thực sự đã cản trở thương mại thực phẩm và phân bón. Tài liệu do đại diện của 6 quốc gia soạn thảo đã cho biết, theo tác giả của bản ghi nhớ, đôi khi hàng hóa thực phẩm bị trì hoãn tại các cảng của châu Âu lâu hơn mức cần thiết vì các công ty ngại tham gia vào các giao dịch liên quan đến Nga từ danh sách trừng phạt. Nhìn chung, theo ý kiến của họ, có một số tình huống không mong muốn khi Liên minh châu Âu xử lý các giao dịch nông nghiệp với Nga nghiêm ngặt hơn Hoa Kỳ và Vương quốc Anh. Điều này mâu thuẫn với chính sách chung của EU trong lĩnh vực an ninh lương thực. Do đó, tác giả đã yêu cầu làm rõ các biện pháp trừng phạt sẽ miễn trách nhiệm pháp lý đối với quỹ hoặc là nguồn lực kinh tế cần thiết cho việc mua, nhập khẩu, xuất khẩu hoặc vận chuyển nông sản và thực phẩm. Sau khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine, EU đã đưa ra 8 gói trừng phạt đối với Moscow và hiện tại đang chuẩn bị gói thứ 9. Tờ Financial Times có viết là một số là bang là muốn tận dụng điều này để sửa đổi thực phẩm và phân bón. Như Tổng thống Nga Putin đã lưu ý, chính sách chăn đe là suy yếu Nga, chiến được lâu dài và dài hạn của phương Tây. Nhưng các lệnh trừng phạt đã giáng một đòn nặng đề vào nền kinh tế của thế giới. Tuy nhiên, theo nguyên thủ quốc gia, không thể làm suy yếu sự ổn định tài chính của Nga và bản thân châu Âu đã bước vào tình trạng là bế tắc của sự trừng phạt. Và đó là tin liên quan tới tờ Final Time Tin tiếp theo liên quan tới bà Merkel Bà Merkel đặt tên cho mục tiêu thực sự của các thỏa thuận Min Cựu thủ tướng của Đức bà Angela Merkel đã nói rằng Các thỏa thuận Min là một nỗ lực để cho Ukraine có thời gian Các thỏa thuận Min là một nỗ lực để Kiev có thời gian để củng cố Cựu thủ tướng Đức bà Angela Merkel đã cho biết trong cuộc phỏng vấn với tờ Jay Và bà ấy đã sử dụng thời gian này để... Và để trở nên mạnh mẽ hơn như bạn có thể thấy ngày hôm nay Ukraine năm 2014-2015 không phải là một Ukraine hiện đại Bà nói như chính trị gia Đức đã lưu ý Mọi người đều hiểu rằng cuộc xung đột ở miền đông Ukraine đã bị đóng băng và vấn đề vẫn chưa được giải quyết Bà Merkel bày tỏ nghi ngờ rằng trong chiến dịch quân sự đặc biệt chống lại Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugan do Kiev khởi xướng vào mùa xuân năm 2014 thì các nước thành viên các nước thành viên của NATO có thể hỗ trợ Kiev trong phạm vi đang làm như bây giờ. Các thỏa thuận Minsk về giải quyết tình hình ở miền đông Ukraine được ký kết vào năm 2015 quy định ngừng bắn rút vũ khí hạng nặng khỏi các đường biên giới cũng như là cải cách hiến pháp các yếu tố chính là phân cấp và thông qua luật về tình trạng đặc biệt của một số vùng ở Donetsk và Lugan tuy nhiên kế hoạch này chưa bao giờ được Kiev thực hiện vào cuối tháng 9 các cuộc tổ chức cưng cầu dân ý đã được tổ chức tại các khu vực như Donetsk, Lugan, Kherson và Zaporozhye trong đó đại đa số cử tri đã bỏ phiếu ủng hộ việc gia nhập nga ông Putin và những người đứng đầu các vùng đã ký hiệp ước về việc kết nạp các vùng lãnh thổ mới vào nước này. Nga đã tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine kể từ ngày 24 tháng 2 và chúng ta cũng đã thấy rồi, câu chuyện xác nhập thì đã đăng đầy ở trên các báo và đến giờ phút này bà Merkel nói như vậy có một ý nghĩa rất là rõ ràng rằng châu Âu đứng đằng sau những cái câu chuyện ở Ukraine. Và tin tiếp theo, tin này thì liên quan tới việc là ngân sách quốc phòng của Mỹ thì bao gồm những cái gì? Bao gồm cả các biện pháp loại Nga ra khỏi G20, Nga ra khỏi G20 Dự thảo ngân sách quốc phòng của Hoa Kỳ bao gồm các biện pháp loại Nga ra khỏi G20 được Washington đã nghiên cứu và sẽ bắt đầu tìm cách là loại trừ Nga ra khỏi một số tổ chức quốc tế bao gồm cả G20. Theo dự thảo ngân sách quốc phòng của Hoa Kỳ đã được các bên là ủy ban liên quan của cả hai viện quốc ở quốc hội đồng ý. Dự án cung cấp cho việc là loại trừ nhân viên chính phủ Nga khỏi G20, ủy ban Basel về giám sát ngân hàng, ban ổn định tài chính, hiệp hội giám sát bảo hiểm quốc tế và cũng yêu cầu là các bước cần thiết để thúc đẩy chính sách này tài liệu đã cho biết G20 là một diễn đàn hàng đầu về hợp tác quốc tế về các khía cạnh quan trọng nhất của chương trình nghị sự chính kinh tế và tài chính quốc tế. Các lĩnh vực chính trong công việc của G20 bao gồm đặc biệt là tiếp thúc đẩy tài chính nhằm giảm thiểu rủi ro và ngăn chặn khủng hoảng tài chính trong tương lai, phát triển thị trường đầu tư và cơ sở hạ tầng, quản lý các quá trình là số hóa nền kinh tế, chống tham nhũng và tài trợ khủng bố. Phương Tây thì đã áp lực lên nga sau khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở ukraine nga sau khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở ukraine và liên tục liên tục là đưa ra các gói trừng phạt bao gồm cả biện pháp hạn chế kinh tế và cá nhân cũng như là các tổ chức đó là những thông tin liên quan tới kinh tế giờ đây chúng ta sẽ liên quan đến câu chuyện của chiến trường liên quan tới những cái câu chuyện về phương tây một nghị sĩ xin lỗi mọi người một sĩ quan tình báo của mỹ đã nói về sự là thông đồng của phương tây và ukraine vào năm 2014 Sĩ quan tình báo Hoa Kỳ, ông Reuters đã cho biết phương Tây đã chuẩn bị cho Ukraine cho một cuộc xung đột từ rất lâu trước khi nó bắt đầu là chiến dịch ở phía Tây để sử dụng các thỏa thuận min để trì hoãn sự khởi đầu của cuộc xung đột Ukraine và chuẩn bị cho sự thù địch. Sĩ quan tình báo hàng hải của Hoa Kỳ đã nghỉ hưu, ông Scott Reuters đã cho biết trong một bài báo của tờ Constitution News. Theo ông, Kiev đã đồng ý với các thỏa thuận của mình dưới áp lực của phương Tây, hiểu rõ ràng các thỏa thuận này sẽ không bao giờ được tôn trọng ông Reuters đã thu hút sự chú ý đến thực tế là ngay cả cựu tổng thống Ukraine, ông Petro Poroshenko, sau đó cũng đã thừa nhận trước hết là ngăn chặn mối đe dọa hoặc ít nhất là hoãn chiến tranh, cung cấp 8 năm để khôi phục tăng trưởng kinh tế và tạo ra các lực lượng vũ trang hùng mạnh, tác giả đã trích lời của ông Poroshenko. Phương Tây muốn đánh lừa Moscow bằng cách là thuyết phục họ về khả năng giải quyết ngoại giao tình hình ở Donbass. Chị quan này nói và ông cũng nói thêm rằng bằng cách này Mỹ và các đồng minh đã cố gắng câu giờ để chuẩn bị cho quân đội Ukraine đối đầu với Nga. Trong số những thứ khác, tác giả đã tin rằng phương pháp quân sự luôn là cách duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng được tìm thấy ở phương Tây. Theo ông, Đức, Pháp, Ukraine và Hoa Kỳ đã chơi trò chơi mà không cố gắng tránh một cuộc đụng độ vũ trang vì họ biết rằng rất rõ phản ứng của Điện Kremlin đối với lời mời của Ukraine tới NATO. Năm 2014, sau cuộc đảo chính ở Ukraine, Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugan đã tuyên bố độc lập và Kiev đã phát động một cuộc chiến dịch quân sự chống lại họ và các thỏa thuận min được ký kết vào ngày mùng 2 vào tháng 2 năm 2015 là để giải quyết vấn đề là xung đột. Đặc biệt, chúng bao gồm các việc liên quan đến hiến pháp, các yếu tố chính là phân cấp đặc biệt ở Đôn Nhưng chính quyền Kiev đã thẳng thắn phá hoại việc là thực hiện kế hoạch này. Đầu năm nay, tình hình ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugan trở lên hết sức phức tạp và nghiêm trọng. Vào ngày 24 tháng 2, thì Nga đã bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt. Ông Putin thì gọi đó là nhiệm vụ bảo vệ những người đã bị Kiev bắn hạt trong suốt 8 năm qua và diệt chủng và mục tiêu cuối là giải phóng Donbass và tạo điều kiện đảm bảo an ninh cho Nga. Vào cuối tháng 9, các cuộc trưng cầu dân ý đã được tổ chức tại các vùng như Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporozhye và sau đó kết quả như thế nào thì trong cả một thời gian thì chúng ta cũng đã thấy rồi. Và tin tiếp theo, tin này thì liên quan tới một quả bom năng lượng đã được đặt ở châu Âu, được tờ Politico đã đưa tin. Bằng cách đưa ra mức trần giá dầu mỏ của Nga, EU đã đặt một quả bom năng lượng với lệnh cấm dầu mỏ của nga thì liên minh châu âu đã đặt một quả bom năng lượng được nhà bình luận chính trị là ông charles cooper đã viết cho tờ politico bài báo cho biết ngay cả khi thế giới sống mà không có sự biến động nghiêm trọng trên thị trường dầu mỏ trong những tuần tới thì quả bom trừng phạt lớn tiếp theo có thể sẽ tấn công cả nguồn cung cho châu âu và cho thế giới đồng thời việc đưa ra mức trần cho chính moscow sẽ gây tổn hại rất nhiều tác giả không gợi ý ông cooper thì tin rằng mặc dù thực tế là nga có khả năng tìm được những người mua dầu mới nhưng không nên đánh giá thấp rủi ro về phản ứng của ông Putin trong mọi trường hợp. Đồng thời, châu Âu rất phụ thuộc vào Moscow về mặt nhập khẩu nhiên liệu diesel. 60% nguồn cung của sản phẩm này đều rơi vào nước này và không có lựa chọn thay thế một cách dễ dàng. Vào giữa mùa đông, có thể sự thiếu hụt nhiên liệu diesel nghiêm trọng trong khu vực, nhưng nó được sử dụng ở EU và hầu hết mọi nơi, từ ô tô cho đến công nghiệp và sưởi ấm. Ấn bản đã cho biết các hạn chế mới của phương Tây có hiệu lực từ ngày 5 tháng 12, Liên minh châu Âu đã ngừng chấp nhận dầu của Nga vận chuyển bằng đường biển. Ngoài ra, các nước G7, Úc và EU đã áp đặt giới hạn về giá nguồn giá nguồn cung là bằng tàu chở dầu và tài nguyên ở mức là 60 đô la một thùng. Ngược lại, Phó Thủ tướng của Nga, ông Alexander Novak đã cảnh báo rằng Moscow sẽ không chấp nhận là mức trần giá dầu này ngay cả khi cần thiết phải giảm sản lượng. Ông nói thêm rằng với những hạn chế như vậy thì phương Tây đã can thiệp vào công cụ thị trường của Nga và chỉ sẵn sàng làm việc với những người là mua tuân thủ theo điều kiện thị trường. Và tin tiếp theo, tin này thì liên quan tới việc mà giờ đây chúng ta rất khó cạnh tranh về việc mua đồng nát. Nga đã bàn giao cho Iran một lô hàng vũ khí phương Tây thu giữ được ở Ukraine. Vũ khí được gửi đến Iran là một phần của lô vũ khí được cung cấp cho Ukraine và đã rơi vào tay quân đội Nga. Một nguồn tin an ninh giấu tiên nói rằng những vũ khí thu được sẽ cho phép Iran nghiên cứu và sao chép công nghệ của phương Tây để sản xuất vũ khí có thể sử dụng trong các cuộc chiến tranh trong tương lai. Tính đến cuối tháng 8, đầu tháng 9, Nga đã bán đồng nát cho, cho Iran được hơn 140 triệu đô la. Và đó chúng ta đã mất thời gian. Đúng ra chúng ta phải nhanh chân trong cái việc là đi thu mua đồng nát này. Và tin và tin liên quan thì Ukraine đã cảnh báo là ngừng cấp điện khẩn cấp trên cả nước. Làn sóng tập kích mới 3 ngày qua bằng tên lửa nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng đã đẩy Ukraine vào thảm họa giữa mùa đông hệ thống lưới điện Ukraine mới được khôi phục phần nào lại bên bờ vực của sự sụp đổ trước đòn tấn công mới nhất của tên lửa của Nga mà ông Zelensky khoe rằng đã đánh chặn tới 90%. Hôm nay, xin lỗi mọi người là hôm qua, ngày 7 tháng 12, ông Zelensky đã cảnh báo sẽ lại xảy ra tình trạng mất điện khẩn cấp ở một số khu vực mà Kiev mới khắc phục thiệt hại do các cuộc tấn công bằng tên lửa trên diện rộng trước đó. Các cuộc tập kích mới nhất này của Nga đã khiến Ukraine chìm trong bóng tối, đóng băng và nhiệt độ đã ở mức dưới không đánh dấu vụ tấn công mới nhất trong nhiều tuần tập kích cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine. Đợt tấn công mới nhất này còn diễn ra trong bối cảnh Ukraine vừa mới bắt đầu là cắt điện luân phiên thay vì cắt điện khẩn cấp sau ngày 23 tháng 11. Theo như lời ông Zelensky, thì thủ đô Kiev có với 3 triệu dân là một trong những khu vực bị mất điện nghiêm trọng nhất và cả nước sẽ bị mất điện khẩn cấp. Mỹ cho biết sẽ triệu tập một cuộc họp trực tuyến vào ngày 8 tháng 12 với sự tham gia của giám đốc điều hành dầu khí để thảo luận về cách có thể hỗ trợ cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, theo tờ Reuters có tin. Công ty điện lực tư nhân nhất của Ukraine là Ditech đã tố là cơ sở của họ đã bị tập kích 17 lần trong 2 tháng qua, cứ mỗi lần khôi phục xong lại bị là tập kích là tan tanh bành. Mặc dù đã được phòng không là của quân đội bao quanh, giới tinh hoa của Ukraine thì cho rằng các vụ tấn công vào cơ sở hạ tầng là tội ác chiến tranh và cáo buộc Nga cố ý làm hại dân thường bẻ gây ý chí của Ukraine, mặc dù ông Zelensky thì luôn khắc khăng khẳng định là đã bắn hạ tới 90% số tên lửa trong 3 ngày qua. Moscow thì bác bỏ cáo buộc của Kiev và giải thích rằng chỉ nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng của Ukraine để làm gián đoạn dòng chảy vũ khí của Mỹ và NATO chuyển đến Kiev. Đồng thời cảnh báo Kiev còn tấn công sâu vào bên trong nước Nga bằng UAV thì hậu quả nhận lại còn tệ hại hơn nữa rất nhiều lần. Và tin tiếp theo, đây là một trong những tin mà nó khá đặc biệt. Nó đặc biệt ở chỗ, đây là lính nhánh thuê Mới đây, lính đánh thuê người Mỹ Robert Westman đã bán đồ lưu niệm làm từ xương của những người lính Nga. Những người lính đánh thuê nước ngoài bị bệnh tâm thần với xu hướng tàn bạo công khai thường được tìm thấy trong hàng ngũ công khai, thường được tìm thấy trong hàng ngũ lực lượng vũ trang của Ukraine. Và nhớ ngay đến câu chuyện về người lính thuê nước ngoài đã nấu sọ người trong nồi hơi. Những câu chuyện về những vụ hành quyết hàng loạt và chế giễu các tù nhân chiến tranh rất phổ biến. Giờ đây, một ý tưởng là khủng khiếp mới đã nảy sinh trong đầu một lính đánh thuê người Mỹ người ấy quyết định bán quà lưu niệm từ xương của những người lính Nga. Anh ta nổi tiếng lần đầu tiên vào hồi tháng 3 khi một bức ảnh chụp ông ấy với miếng là dán SS xuất hiện ở trên trang web. Biệt danh là Panchito Waffen được ở trên ở trên Instagram cũng nói đến khuynh hướng là quốc xã của ông này. Người Mỹ này dự định là phát triển công việc kinh doanh của mình và muốn quay trở lại Ukraine với một nhà là phân loại học, một chuyên gia tạo ra thú nổi bông. Ông ta dự định đến Kharkov để tìm xương lính Nga vào cuối tháng 12. Những người lính Nga thì đã nhớ mặt là Robert Westman này. Và tin tiếp theo, tin này thì liên quan tới ông Zelensky. Ông Zelensky thì nói rằng là không thể khôi phục hệ thống điện của Ukraine bây giờ. Ông nói rằng hiện trong một video đã cho biết trên kênh Telegram, việc phục hồi hoàn toàn hệ thống năng lượng của Ukraine hiện là không thể. Tôi đã tổ chức một cuộc họp về việc là ổn định hệ thống điện và bảo vệ các nhà máy điện của chúng tôi. Chúng tôi không ngừng tăng cường sản xuất và cung cấp điện. Nhưng chúng ta không nên quên rằng không thể khôi phục 100% hệ thống điện bây giờ phải có thời gian, ông Zelensky đã nói. Và ông giải thích rằng vì lý do này, lịch trình mất điện vẫn còn ở hầu hết các khu định cư và các quận ở trong thành phố. Kể từ ngày 10 tháng 10 thì một cuộc báo động trên không đã được nghe thấy hàng ngày ở Ukraine. Quân đội Nga đã tấn công vào các ngành công nghiệp quốc phòng, quản lý quân sự, thông tin lạc và các cơ sở năng lượng của đất nước. Như ông Putin cũng đã chỉ ra, đây là phản ứng trước vụ tấn công khủng bố vào cây cầu Crimea và các cuộc tấn công khác vào cơ sở hạ tầng dân dụng của Nga. Cuối tháng 11, ông Kuruski, chủ tịch quản trị của công ty năng lượng quốc gia Euka -Ne đã cho biết tất cả các nhà máy nhiệt điện và thủy điện lớn ở trong Đức đã bị hư hại trong các cuộc không kích của Nga và ông Zelensky thì đã nêu tên thời hạn có thể chấm dứt ở thì đã nêu tên thời hạn có thể chấm dứt ở Ukraine. Ông đã gợi ý rằng cuộc xung đột của Ukraine sẽ kết thúc vào năm tới. Tôi tin rằng người Ukraine sẽ có ảnh hưởng nhất trong những năm tới. Nhưng đã ở trong thời bình Ông nói trong một thông điệp cho tờ Politico Mới đây tờ Politico mới ấn phẩm gọi ông Zelensky Là người có ảnh hưởng nhất ở châu Âu Ông đã khiến cả châu Âu làm bất cứ điều gì mà ông ấy muốn Tờ Politico đã giật tít là như vậy Tờ Politico gọi ông Zelensky là người có ảnh hưởng nhất ở châu Âu Chỉ ra các vấn đề của Ukraine Gọi ông Zelensky là người có ảnh hưởng nhất ở châu Âu Và nói rằng vì phẩm chất lãnh đạo của ông Phương Tây đã phớt lờ các vấn đề về Ukraine Và cần lưu ý rằng ông zelensky sử dụng mạng xã hội phương tiện truyền thông truyền thống và các tổ chức văn hóa phương tây để có thể thuyết phục các nhà lãnh đạo rằng trận chiến của ông ấy cũng là trận chiến của họ điều này theo như ấn phẩm đã cho phép ông ấy buộc châu âu làm bất cứ một điều gì mà ông ta thích những phẩm chất hàng đầu của ông zelensky cũng có nghĩa là bất kỳ vấn đề nội bộ nào của ukraine tham nhũng lan rộng nền kinh tế yếu kém và sự khác, sự khác biệt xã hội giữa nói tiếng ukraine và nói tiếng nga đều đã bị bỏ qua tạp chí tham của mỹ trước đây đã vinh danh ông Genesky là nhân vật của năm và chỉ ra rằng ông thể hiện chủ nghĩa là độc đoán và đưa ra các đối thủ chính trị vào sau sông thắt ngay sau hitler thì là gì đó là tên tờ độc giả của tờ tham thì có tiêu đề là như vậy internet đã lên án sự công nhận của ông zelensky là nhân vật của năm độc giả của tạp chí tham của mỹ đã chế giễu sự công nhận của nhân vật là zelensky là nhân vật của năm trước đó ấn bản của mỹ đã vinh danh ông zelensky là nhân vật của năm và độc giả của ấn bản đã phản ứng tiêu cực với tin tức này gọi ông zelensky là đức quốc xã chính của năm Họ cũng đã nhớ lại rằng vào năm 1938, Adolf Hitler đã được công nhận là nhân vật của năm theo tạp chí thăm Đức Quốc xã đã vĩ đại nhất sau Hitler, được một người phân tích đã viết. Người dùng dưới biệt danh là Voi Watchman đã phẫn nộ vì Đức Quốc xã đã bắt đầu chiến tranh đã xuất hiện ngay ở trên trang bìa của tạp chí này. Khi nào người của năm của bạn có kế hoạch trả lại tiền cho chúng tôi? Người dùng có tên là Peter Ja gọi ông Genisky là một người ăn xin, một độc tài dưới biệt danh là Ben để cáo buộc việc xuất bản quảng bá chiến tranh một trò đùa hay nhất trong năm và rất nhiều những cái thông tin khác thì liên quan đến bài tạp chí này và đã được rất nhiều người đã đưa ra những câu nói chuyện tôi nghĩ rằng là khá buồn cười nhưng rất là dài cho nên tôi chỉ tích lại để chúng ta có thể thấy và tuy nhiên như chúng ta cũng đã thấy rồi cả một cái câu chuyện rất là dài của ngày hôm nay với việc là lần đầu tiên ông Zelensky nói về việc khả năng chấm dứt chiến tranh điều mà chúng ta có thể thấy chưa thấy lần nào nói cả điều này qua đây để thấy điều gì đó là gì chiến tranh có thể sẽ kết thúc và điều này sẽ chứng minh một điều phương tây sắp thua và xin thành cảm ơn tất cả các bác anh, anh chị chúc mọi người có một buổi sáng vui vẻ với những thông tin của bản tin buổi sáng và mọi người thấy hay hãy like